Poco M4 Pro 5G anh em ạ. Có lẽ đây sẽ là con máy mà anh em đang rất mong chờ và hào hứng trong ngày hôm nay, bởi vì nó mới được ra mắt tại thị trường Việt Nam, mới được lên kệ tại thị trường Việt Nam. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ unbox xem con máy này nó sẽ có những gì ở phân khúc tổng giá là 6 triệu đồng nhá. Và nếu như các bạn đã quan tâm đến những sản phẩm Xiaomi chính hãng thì có thể tham khảo tại Clickbuy thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Mở hộp ra, đấy, vỏ của Poco thì vẫn là màu vàng đặc trưng của hãng. Bên trong thì các bạn sẽ có một cái hộp nhỏ nhỏ đầu tiên để có thể chứa ốp lưng silicone cũng như là sách hướng dẫn sử dụng, que chọc sim các thứ. Ui, chắc là mình nút lối tấm này. Bên dưới thì chúng ta sẽ có ở đây là chiếc Poco M4 Pro 5G. Đấy, bỏ ra một bên này. Các bạn sẽ có thêm bộ cáp sạc USB-C và đây là củ sạc 33W. À, củ sạc này thì mình đánh giá nó khá cao nhá, bởi vì là cái trọng lượng của nó cũng như là cái build nhựa của nó rất là cứng cáp, nặng cực kỳ các bạn ạ. Thế nên là các bạn mua con máy này thì yên tâm, không cần phải đi mua sạc hay là gì hết. Chúng ta đã có full đồ chơi ở bên trong hộp. Quay trở lại với nhân vật chính là chiếc Poco M4 Pro 5G mà chúng ta đang có ở đây. Nếu như các bạn có để ý thông tin về cái con máy này thì đây chính là phiên bản quốc tế của con Redmi Note 11 Trung Quốc. Đó, thế nên các bạn sẽ thấy rằng là nó có rất nhiều những cái điểm giống tương tự như là con Redmi Note 11. Như ở mặt lưng thì các bạn sẽ thấy một cái điểm giống không hề nhẹ từ thiết kế cho tới cái phong cách ở trên đây. Nhưng tất nhiên thì nó là sản phẩm Poco nên chúng ta sẽ có logo Poco, designer by Poco. Và cái cụm camera này thì nó không lẫn đi đâu được. Cảm biến camera chính thì các bạn sẽ có là 50MP và ultra wide là 8MP. Nhưng mà Poco vẫn muốn làm kiểu thêm hai cái chấm ở bên dưới để thể hiện đây là một sản phẩm có AI camera. Với cả nếu như mà làm nó cụt cụt đến đây này thì các bạn lại bảo là nhìn giống mấy con Vivo đúng không? Thế nên đó, họ đã làm kéo dài xuống để có một cái điểm khác khác ở trên mặt lưng và cũng như là một cái điểm nhấn ở trên mặt lưng. Về cái mặt lưng này thì tất nhiên nó vẫn sẽ làm từ nhựa và chúng ta cũng sẽ có khung viền nhựa. Và cái cảm giác thiết kế bo cong các thứ ở trên sản phẩm này làm cũng ok, giúp cho chúng ta khi mà cầm vào sản phẩm sẽ chắc tay hơn. Nói chung là ở cái cảm giác cầm nắm thì Xiaomi vẫn đang làm rất tốt, kể từ những thiết bị kiểu Redmi Note 9, Redmi Note 10 hay là đến những chiếc Poco gần đây thì nó cũng rất là ok. Quay ra với phần mặt trước đi thì chiếc Poco M4 Pro 5G nó sẽ mang tới cho các bạn một cái màn hình với kích thước là 6,6 inch, độ phân giải là Full HD Plus và các bạn sẽ có tấm nền IPS, tần số quét thì sẽ lên tới là 90Hz. Và Poco cũng có giới thiệu là cái màn hình này nó cũng sẽ có cái chế độ chuyển đổi qua lại giữa những tần số quét từ 50, 60Hz hoặc là 90Hz tùy theo từng cái app mà các bạn sử dụng để giúp cho chúng ta sẽ tiết kiệm pin hơn. Nhưng mà các bạn sẽ lưu ý nhá, đây là một con máy sử dụng màn hình IPS với tần số quét 90Hz nên nó sẽ cho một cái trải nghiệm rất là khác so với những cái màn hình OLED 90Hz, tức là nó sẽ không mượt bằng được so với những cái màn hình OLED 90Hz. Nên khi mà các bạn trải nghiệm rõ ràng là nó có mượt hơn so với những màn hình IPS thông thường. Nhưng mà để mà đạt được độ mượt như những chiếc máy kia thì nó vẫn chưa tới được đâu. Có một cái điểm cộng ở trên cái màn hình này đó là các bạn sẽ để ý vào những cái điểm khu vực như là ở phần rìa của cụm camera hay là rìa dưới cằm ở dưới này thì nó đã không còn những cái vệt đen, không còn những cái vệt bầm giống như là những cái màn hình IPS trước đây nữa. Nên đây cũng sẽ là một cái điểm mà mình dành một lời khen cho cái màn hình của chiếc máy này của nhà Mi. Thế nhưng mà cái điểm trừ nho nhỏ của chiếc máy này đó là ở cái phần góc nhìn, khi mà chúng ta nghiêng ra một góc như thế này thì có vẻ như là nó tối đi rõ rệt so với cái góc nhìn thẳng. Nên các bạn sẽ để ý nhá, nếu như mà kiểu dùng với bạn bè mà cho bạn bè xem cái góc chéo chéo như thế này là nhìn hơi bị dễ ăn đấm đấy. Về cấu hình thì chiếc Poco M4 Pro này cũng sẽ được mang giống tương tự như chiếc Redmi Note 11. Nó cũng sẽ là Dimensity 800 5G. Các bạn sẽ có ở đây là 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Nói chung là về bộ nhớ RAM cũng như bộ nhớ trong thì nó vẫn quá đủ ổn cho một người dùng phổ thông ở cái tầm giá này. Còn về con chip Dimensity 810 thì mình cũng đã chấm điểm AnTuTu, nó vẫn có thể đạt được chúng ta ở đây là khoảng tầm 360.000 điểm. Và cái điểm GPU của nó sẽ nằm loanh quanh ở khoảng tầm hơn 80.000. Cụ thể về cái hiệu năng của con này như thế nào, trải nghiệm chơi game trên nó ra sao thì mình sẽ hẹn các bạn ở một video sau, bởi vì đây là một cái video mà mình trên đây chia sẻ đến các bạn thôi. Đáng lẽ là mình lên cái video mà mình quay ở cái sự kiện ngày hôm qua ấy, nhưng mà Xiaomi đã gửi cho mình máy khá sớm nên là mình quyết định quay lại ở studio để mang lại cho các bạn một chất lượng video nó tốt hơn nhá.
Về trải nghiệm camera đi, thì con máy này nó sẽ có cho các bạn ở đây một cái giao diện camera cũng rất là quen thuộc thôi, giống tương tự như những chiếc máy khác nhà Mi. Chủ yếu là cái giao diện bên ngoài này thì nó sẽ hơi khác một tí bởi vì nó dùng launcher của Boco các bạn ạ. Bấm chụp hình thì chụp cũng khá nhanh, chi tiết nhìn thoạt qua thì cũng ổn. Và chúng ta cũng sẽ có những tính năng như là chụp chuyên nghiệp này, hay là các bạn cũng sẽ có thêm cái tính năng đấy là chụp ban đêm. Thì nói chung là về camera, trải nghiệm sơ qua thì nó là như vậy. Về hình ảnh thì nhìn cũng sáng, cũng nét. Còn kỹ hơn thì sẽ hẹn các bạn ở một cái video mà mình đánh giá chi tiết cái chiếc máy, thì mình sẽ nói nhiều hơn về cái trải nghiệm chi tiết cũng như là cái trải nghiệm về quay video của sản phẩm này. Pin trên nó thì sẽ có dung lượng là 5000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 33W như ban đầu mình đã chia sẻ. Ngoài ra thì nó cũng sẽ có thêm một số những thứ khác, ví dụ như là các bạn sẽ có loa kép này, hay là các bạn cũng sẽ có một cái hầm ngoại để có thể sử dụng điều khiển từ xa. Nói chung với Boco M4 Pro 5G thì đây chính là phiên bản quốc tế của chiếc Redmi Note 11 mà các bạn đang rất là mong chờ. Nó sẽ có hỗ trợ 5G ở mức tầm giá dưới 6 triệu này, nó có màn hình Full HD với tần số quét cao này, và nó cũng sẽ có cho các bạn một cái bộ nhớ RAM và bộ nhớ trong rất là đủ dùng ở cái tầm giá này. Chủ yếu có một điểm mà mình chưa thích lắm ở trên cái chiếc máy này, đó là màn hình của nó cho góc nhìn không thực sự tốt. Và nếu như để mà được ấy, thì mình mong rằng là sản phẩm này được sử dụng cái màn hình OLED giống như chiếc Redmi Note 10 thì nó sẽ còn ngon hơn rất rất nhiều các bạn ạ. Còn các bạn thấy sao về Boco M4 Pro 5G? Hãy comment để lại ý kiến các bạn phía bên dưới phần luận của video. Video của mình thì dừng lại tại đây nhá. Các bạn có thích đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của Ngọc Trần Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.